Ok, Châu đã nghe rõ chưa nhỉ Châu nhỉ? Dạ, con nghe rõ rồi ạ. À rồi ok. Đó. Thì không biết là con có thắc mắc gì về cái chương trình học của bên mình không? Dạ, con không ạ. À cho cô hỏi một chút nhé. Ở trên lớp thì Châu vẫn học theo cái chương trình tiếng Anh mới của Bộ Giáo dục đúng không? Dạ vâng ạ. Thì cho cô hỏi một chút này, trên lớp thì thường là tiếng Anh của mình thì ở mức nào nhỉ Châu nhỉ? Dạ, con cũng ở mức thấy các cô xét thì con bảo là con cũng ở mức giỏi ạ. Rồi ok. Tức là ví dụ bài kiểm tra mình khoảng tầm 90 điểm đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi ok. Thì đó thì cô hỏi hỏi qua vậy thôi. Thì hôm nay cô sẽ dạy cho Châu bài đầu tiên nhá. Thì bài đầu tiên mình sẽ học về family and friends, tức là gia đình và bạn bè. Những từ này chắc là quen thuộc với Châu rồi đúng không? Con có mạng có vở không nhỉ? Alo Châu ơi. Alo. Châu ơi con có nghe rõ cô nói gì không nhỉ? Châu có nghe thấy cô nói gì không? Cái con bị lát. À thế là cô hỏi mãi không thấy nói gì. Ok thì con có vở ở đấy đúng không? Dạ, Mình vâng. có vở. Thì con ghi cho cô bài hôm nay vào nhá. Là Unit 1, Family and Friends. Mình ghi xong chưa nhỉ Châu nhỉ? Em đang học. Ôi mở ra cái này. À, bấm cái này không biết. Alo. Ôi con không thấy màn hình ạ. À thế à? Ơ sao lại thế nhỉ? Để cô xem lại nhé. Màn hình gì cơ? Không. Bông đâu? Đấy, chắc có thấy gì không nhỉ? Cô chưa bật lên nhá. Cô chưa bật lên. Đây đây đây. Đây bông ơi. Châu ơi. Con mang lên trên tầng học đi. Các chị học xong rồi đây. Lên tầng uống mũi. Ơi, cô Châu có nghe thấy cô nói gì không? Dạ có ạ, có ạ. À, rồi, mình có nhìn thấy màn hình của cô không? Dạ có. À rồi, ok. Thì mình đã ghi xong tiêu đề của bài hôm nay chưa nhỉ? Alo, con đã ghi xong bài ngày hôm nay chưa? Ờ rồi, ok. Thì cô chuyển tiếp nhé. Dạ vâng ạ. Ừ, rồi, ok. Đó. Thì đầu tiên mình phải học phát âm, đó là âm i. Để phát âm được âm i này thì trước hết mình cần biết này, âm i tức là một nguyên âm dài. Đó, để phát âm được âm này thì mình sẽ có 3 bước. Bước thứ nhất là mình sẽ kéo hai cái khóe miệng của mình ra hai bên khi mà mình cười ấy. Như thế này. Bước thứ hai đó là mình sẽ
hơi nâng cái đầu lưỡi của mình lên và đầu lưỡi sẽ chạm vào hai bên răng. Và bước thứ ba là mình sẽ phát âm ấm ỉ. Châu chú ý quan sát nhé. Ỉ. Ỉ. Châu đọc lại cho cô xem nào. Ỉ. Mình rồi, ok. Mình cố gắng là kéo dài cái âm y nhá. Xong là bên hai bên miệng mình thì nhớ là kéo hai cái khóe miệng rộng ra hai bên. Ỉ. Ỉ. Châu. Rồi, phát âm lại cho cô thêm hai lần nữa nha. Ỉ. Ỉ. Rồi, ok. Để luyện tập cho cái nguyên âm y này thì mình sẽ sang một số từ như sau nhá. Cô sẽ đọc mẫu trước này. Feet, seat, beat, hit, list. Đó. Thì ở đây bây giờ cô sẽ đọc một lần và Châu sẽ đọc theo cô nha. Feet, feet, seat, seat, beat, beat, hit, heat, list, list. Ok, bây giờ Châu tự đọc lại cho cô năm từ này xem nào. Feet, seat, beat, heat, list. Ok, very good. Những từ này thì có từ nào Châu không biết nghĩa không nhỉ? Dạ, mấy từ này con đều học trên lớp hết rồi ạ. À rồi, ok. Rồi nhỉ. Rồi, ok. Ở đây thì mình có một miếng pizza đúng không? Và để luyện tập cho cái những cái âm y dài mà lúc nãy mình vừa học ấy, thì ở đây cô sẽ đưa ra hai ví dụ như sau này. Steve keeps their cheese and their freezer. Steve keeps the cheese and the freezer. Châu đọc cho cô thử câu này nhá. Vâng cô. Steve keeps the cheese in the freezer. Mình đọc nhanh được hơn không? Steve keeps the cheese in the freezer. Chú ý nhé. Cái từ the ấy thì mình sẽ hơi cong cái lưỡi lên. Đó, the. Đó, cô đọc lại câu này nha. Steve kept the cheese and the freezer. Ok. Steve thì giữ cái phô mai ở trong ngăn đông lạnh, trong tủ lạnh. Đó. Mình sang đến ví dụ thứ hai này. A piece of pizza, please. A piece of pizza, please. Châu đọc cho cô thử câu này nào. A piece of pizza, please. Ok, very good. Bây giờ thì mình đọc lại cả hai câu nha. Steve kept the cheese in the freezer. A piece of pizza, please. Đó, Châu đọc lại cho cô hai câu này nha. Cảm ơn cô. Steve keeps the cheese in the freezer. Okay. A piece of pizza, please. Cái từ pizza bình thường mình hay đọc trong tiếng Việt đúng không? Mình hay đọc là pizza đúng không? Thế nhưng mà trong tiếng Anh ấy, rất nhiều người sẽ lầm tưởng nó đọc là pizza hoặc là pizza hoặc là cái gì đấy. Thế nhưng mà chú ý nhé, từ này đọc đúng phải là pizza. Pizza. Ok. Và âm y ở đây là âm y dài. Thế nên là khi mình đọc từ này thì mình cố gắng là mình kéo dài cái âm y ra. Pizza. Được chưa? Châu hiểu không nhỉ? Dạ có. Cô dạy thấy có nhanh quá không? Dạ không nhanh quá. Bình thường mình theo kịp đúng không? Dạ vâng. Ok. Thì chỗ nào mà con không hiểu ấy thì cứ hỏi lại cô nhé. Vâng ạ. Ok. Tiếp theo này. Sau khi mà mình đã học về âm y dài đấy thì mình nếu mà đấy gọi theo tiếng Việt là gọi là âm y dài cho nó dễ hiểu đó, thì bây giờ cô sẽ dạy Châu sang phần đó là
y ngắn. Và âm này cũng là một nguyên âm, nhưng mà có điều là phát âm nó sẽ khác một chút so với âm y dài. Vậy thì nó khác ở điểm nào ấy, thì bây giờ cô sẽ cùng Châu tìm hiểu nhá. Thứ nhất, cô xin lỗi, đây là phải phần thứ hai rồi. Phần thứ hai là phụ nguyên âm y số 2 nhá, chứ không phải số 1 nhá. Vâng. Nhầm đó. Y á, thì nó là một nguyên âm ngắn. Vậy thì phát âm âm này như thế nào nhỉ? Bước 1 là mình sẽ mở miệng bớt rộng sang hai bên so với âm y dài. Đó, y dài thì có vẻ lúc nãy mà cô bảo chơi là mình nhếch khóe miệng sang hai bên thật là rộng đúng không? Bây giờ mình cho bớt lại một chút. Đó. Bước thứ hai là mình sẽ đặt cái đầu lưỡi hạ thấp hơn ở trong miệng so với âm y dài. Và đến bước thứ ba là mình sẽ phát âm âm y, được chưa? Cô sẽ đọc thử nha. Ê. Ê. Châu có nghe rõ không? Dạ có. Con đọc lại cho cô nghe nào. Y. Y. Mình sẽ đọc như này này. Ê. Ê. Đó. Nghe nó hơi nó nớ âm e một chút, nhưng mà thực ra nó là y á. Mình đọc lại cô nhé. Ê. Ê. Ok. Khó đọc à? À rồi, ok. Thì mình cứ luyện tập dần dần là mình quen mà. Bây giờ mà để mình hiểu rõ hơn xem mà cái âm y này phát âm trong các từ như thế nào ấy, thì cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. Cái phần này thì Châu cứ ghi lại cho cô là y là một nguyên âm ngắn nha. Lúc nãy mình có ghi cái y hai chấm là nguyên âm dài không nhỉ? Dạ con có ghi rồi ạ. À rồi, ok. Thế là tự ghi được, cô chưa cần nhắc đúng không? Con có cần ghi lại các bước này để mình nhớ không, hay là mình nhớ cách phát âm rồi? Con có ạ, để con đọc lại. Ừ rồi, ok, thế cô để một lúc để cho Châu ghi nhá. Vâng. Ừ, ok. Con xong rồi ạ. À rồi, ok. À Châu ơi, cho cô hỏi một chút nhé. Là hôm trước ở trong nhóm thì bên trung tâm có gửi cho Châu quyển sách, cái file sách tiếng Anh này, với lại một file sách bài tập ấy, thì Châu tải về chưa con? Sách bài tập mà. Ừ, ở trong đó có hai file sách ấy. Một file đó là sách mình học, còn một file là sách bài tập ấy. Thì mình có thấy không? Để con xem. Ồ, thôi cái đấy thì để cuối giờ thì lát nữa cô sẽ bảo Châu nhá. Đó. Ừ, rồi. Ừ, thì trong đấy là có bài tập thì mình tải về xong là mình xem là bài nào cô sẽ cho mình bài tập ấy. Thì bài nào mà mình không làm được hoặc là mình gặp khó khăn ở câu nào đấy thì mình buổi sau mình sẽ hỏi cô, được chưa? Và trước mỗi buổi học thì nhớ đọc sách bài hôm đó để đến lúc mình học thì nó sẽ đỡ bỡ ngỡ nhá. Được không? Dạ vâng. Ok, vậy bây giờ cô chuyển sang phần tiếp theo nha. Để mà mình luyện tập về cái âm này thì cô cũng đưa ra 5 ví dụ này. Thứ nhất là fat. Fat nghĩa là vừa vặn, đây là một tính từ. Từ thứ hai là sit. Sit, từ này mình quen đúng không? Sit down, ngồi xuống. Từ thứ ba này, bit. Bit nghĩa là một chút hoặc là một ít. Từ thứ tư là hit. Hit nghĩa là đòn hoặc là cú đánh. Từ thứ năm đó là list. List nó, Châu còn nhớ cái ví dụ cuối cùng của cái nó âm y dài không? Nó cũng là list nhưng mà nó là âm y dài đó, nhưng mà viết nó hơi khác. Ừ, đó thì từ đó đó nghĩa là ít nhất, nó ở trong so sánh hơn nhất của từ, của từ ít đúng không, của từ đúng không? Yes. Còn ở đây là list, là âm y ngắn thôi nha. Thì cô sẽ đọc lại một lượt rồi sau đó cô đọc từng từ rồi cho đọc theo nhé.
Fit, sit, bit, hit, list. Giờ mình đọc theo nhỉ. Fit, fit, sit, sit, bit, bit. Cái âm y ấy, của mình ấy, thì mình đọc nhanh lên, nó không kéo dài như là âm y dài lúc nãy đâu, mà mình phải đọc nhanh từ đến đây. Đủ lúc nãy, từ lúc nãy mình sẽ đọc là beat, còn từ này mình sẽ đọc là bet, được chưa? Hit, hit, list, list. Đọc lại nhá. Fit, fit, sit, sit, beat, beat, hit, hit, list, list. Ok, well done. Bây giờ Châu đọc lại cho cô cả năm từ nha. Fit, sit, beat, hit, list. Ok. Sau khi mà luyện làm ví dụ thì cô sẽ đưa ra hai câu như sau. A. Team beat a bit of kitties. Biscuit. Team beat a bit of kitty biscuit. Ok. Châu đọc cho cô nha. Team beat a bit of kitty biscuit. Ok. Mình đọc lại cả câu nhé. Team beat a bit of kitty biscuit. Ok. Miss Miss is thin. Miss Miss is thin. Ok. Miss Miss is thin. Hai ví dụ này thì Châu có hiểu nghĩa của nó là gì không? Nghĩa đầu tiên là team cắn một miếng chút bánh. Bánh có hình kitty. Thế ví dụ B thì sao? Bên là Smith thì mảnh mai ạ. Rồi ok, mình hiểu hết nha. Phần nào mà không hiểu mà chẳng may cô bỏ qua thì nhớ hỏi cô nhá. Rồi vâng ạ. Có căng thẳng gì không? Không đúng không? Không ạ. Rồi ok. Để mà luyện tập bài này đấy thì cô có đưa ra cho Châu một trò chơi này. Có khi là cái này có khi là dễ so với Châu ấy nhở, tại vì Châu học khá là ok. Thì Châu thử cho xem cô cho cô biết là câu này thì mình sẽ cho đáp án gì nhá. Ở trên hình là một con ong và Châu hãy chọn cho cô xem là con ong thì phát âm chọn đáp án nào và mình phát âm là gì nhá. Con con chọn đáp án A. Ok, các phát âm là B. B. Ok. Đúng rồi. Cô làm đáp án bị sai rồi. Xin lỗi Châu nha. Đáp án là của con đúng rồi đúng không? Nhưng mà cô bị lộn sang phần B đấy. Ok. Tiếp theo này. Mình có từ gặp gỡ ở trong tiếng Anh. Không biết là Châu chọn đáp án gì nhỉ con nhỉ? Con chọn là C. Ok. Mình đọc là Meet. Ok. Cho cô hỏi chỗ này. Mình phát âm những từ còn lại cho cô được không? Có một vài từ con chưa học ạ. Vậy thì mình biết từ nào, chưa biết từ nào nhỉ? Con chưa biết từ từ B, từ B. Ok. Bây giờ cô sẽ đọc lại một đáp án nhá. Đáp án A này. Beat. Âm y dài. Meet. B là might. Might. Còn đáp án C là meet. Đọc rất giống đáp án A nhá. Đều là M này xong là đến Y dài và đến T ở cuối cùng. Đó. Còn A và đáp án A này. Và đáp án C này. Đọc rất là giống nhau nhá. Thì lúc đôi khi mà mình đi thi mà có câu nghe thì mình phải căn cứ vào ngữ cảnh xem là lúc đấy là mình sẽ dùng meet thịt lợn hay là mình dùng meet gặp nhau. Được chưa? Còn câu D đó là meet
Middle. Middle cái là mét. Mét ở trong tiếng Việt mình hay dùng ấy. Ngoài cái từ middle này ra, người ta còn dùng một viết một cách khác, đó là me này, xong đến tờ re đúng không? Meter. Meter. Đó. Thì mét là sẽ có hai cách viết. Cái này Châu biết không em con nhỉ? Dạ, con có ạ. À rồi ok. Nó cũng như cái từ central ấy. Bình thường mình sẽ có là center hoặc là central đúng không? Nó cũng là một cái đuôi có thể là ter hoặc là tr. Tiếp này. À, cô có một ví dụ cuối cùng nha. Cá thì mình chọn gì nhỉ? Đang có con chọn ý D Ok, fish. là fish. Ok. Châu đọc cho cô thử một đáp án nào. A con nào là sheet. Là y ngắn hay y dài nhỉ? Nó là y ngắn ạ. Thế thì mình sẽ đọc nhanh lên nha. Sit. Sheet. Sit. Đừng đọc là sit mà đọc là sit. Sheet. Đọc nhanh lên. B. B là kiss. Kiss. Ok. C. C là hit. Hit. Và D. D là fish. Fish đây là y ngắn hay y dài? Con nghĩ là y dài ạ. Cái này y ngắn nha. Y ngắn ạ. Fish. Để cô xem lại nhé. Đó, fish. À, con có nhìn thấy màn hình nhỉ? Dạ có. Vẫn là slide của cô đúng không? Vâng ạ. Thì ở đây nhá. Đây, fish nó là y ngắn nhỉ? Fish. Fish. Đó, con có nghe thấy gì không? Dạ có. Lúc nãy cô bật từ điển á. Nghe thấy tiếng trong từ điển đúng không? Dạ, con không nghe tiếng trong từ điển ạ. À thế à? À rồi ok. Chắc tại cô không xem màn hình cái từ điển nhá. Thì nếu mà fish trong tiếng Anh ấy, mình đừng nhầm nha. Cái từ này mình sẽ phát âm như này này. Fish. Cái âm SC này nó phải là âm dài cơ. Đây từ từ đợi câu chuyện. Chứ nó không phải là âm Y ngắn đâu. Nha. Đó. Cái này là vừa cô mới copy trong từ điển ra đấy. Mình sẽ đọc là fish. Được chưa? Hiểu em. Rồi ok. Thì đó là toàn bộ cái phần phát âm mà nãy giờ cô vừa dạy cho Châu ấy. Thì không biết là sau hai cái phần phát âm thì con có thắc mắc về cái âm nào không con? Dạ thưa cô thì con vẫn chưa biết làm sao để phân biệt được hai âm đấy á cô, trong mấy cái bài phát âm á. À, thực ra thì để mà phân biệt được ấy thì con phải qua quá trình mình học và mình tìm hiểu ấy. Ví dụ như là mình gặp từ này rồi, à mình biết từ này là âm y ngắn này, mình biết từ này là âm y dài thôi. Tức là mình phải gặp những từ đấy rồi. Mình có thể là qua cô dạy Châu này, hoặc là qua mình cách mình tra từ điển này, hoặc là qua những thầy cô trên lớp dạy cho con ấy, thì con sẽ biết là à âm này là âm y ngắn hay là âm này là âm y dài. Tức là mình phải phải nói chung là mình phải, hoặc là mình tra từ điển ấy, mình sẽ à, cô nghĩ là tra từ điển sẽ là một cách dễ nhất để con có thể biết được đấy là âm y ngắn hay y dài. Và trong từ điển thì khi mà nó phiên âm ấy, cô đang share màn hình thì Châu có nhìn thấy cái này không nhỉ? Cô đang bôi đen này. Dạ có. Ừ đó. Thì trong từ điển ấy thì người ta cũng sẽ ký hiệu cho con là âm y dài là sẽ là y hai chấm, và y ngắn thì sẽ là y này thôi. Được chưa? Thế còn để mà con phân biệt được xem là ví dụ như là từ fit này, hôm nay là cô dạy con đúng không? Lại con biết là từ fit này là y ngắn. Thế nhưng mà ngày mai con có thể gặp một cái từ khác mà nó sẽ có thể là âm y ngắn hoặc y dài mà mình không biết được, thì cái đấy là phải do mình gặp. Và cái thứ hai là buổi sau ấy, thì nếu mà con muốn phân biệt thì cô sẽ tìm hiểu và cô sẽ đưa cho con một số cái quy tắc để xem mình biết thêm là thường đọc y ngắn như khi nào và thường đọc y dài khi nào, được không cháu? Dạ vâng ạ. Đó. Thì ở trong giáo trình thì hiện nay thì không có đưa vào cái phần này, nhưng mà nếu mà con thắc mắc về phần này thì buổi sau cô sẽ tìm hiểu và cô sẽ đưa cho con cái tài liệu mà để mình biết. Thực ra nó sẽ chỉ là một số cái quy tắc thôi chứ không phải là tất cả.
đó, tất cả thì còn phải dựa vào cái việc mà con học lâu ngày rồi con tích góp kiến thức, là mình sẽ biết được là những từ này thường là ý ngắn, những từ này sẽ là ý dài, được chưa? Vâng. Đó. Thế còn cái cô dạy con ở trong cái theo cái giáo trình là cái cách mà con phát âm, được chưa? Tức là âm y dài thì mình sẽ kéo khóe miệng mình rộng ra hai bên này, mình sẽ đọc là meet, đúng không? Ví dụ như thế. Thế còn âm y ngắn thì mình sẽ đọc là ế. Thì ví dụ như là từ fit, à fit, sorry, fit, đúng không? Đó. Thì qua bài này là cô mới chỉ dạy cho con cái cách đọc, tức là pronunciation giữa âm y dài và âm y ngắn, tức là ế, án, ẻ. Được chưa? Vâng ạ. Ừ, đó. Thì buổi sau cô sẽ đưa cho con một số cái tài liệu mà mình sẽ biết xem là à, thường thì những từ mà như thế nào thì sẽ phát âm là âm y dài, và thường là những từ như thế nào thì sẽ phát âm là âm y ngắn. Ví dụ như là nhìn vào trong năm cái ví dụ của âm y ngắn này nhá, thì mình cũng có thể thấy là mấy cái từ này có đặc điểm chung là gì nhỉ? À, đều có chữ y y ngắn ạ. Ừ đúng rồi. Trong tiếng Anh mình sẽ đọc cái phần này là phần I, đúng không? Thế nhưng mà thôi, ở đây cô mới châu thì mình cứ đọc âm y ngắn cho nó dễ phân biệt nhá. Ok không? Dạ vâng ạ. Ừ. Đó thì mình đều thấy âm y ngắn đúng không? Kết thúc đều có chữ T. Đó. Thì những cái âm này sẽ thường là đọc là, tức là để buổi sau thì cô sẽ giới thiệu cho con bài bản hơn ý. Còn buổi này thì mình sẽ chỉ đưa ra một số cái quy tắc mà dựa trên năm cái ví dụ mà cô đưa thôi. Được chưa? Đó. vâng. Thì mình để ý là đều là có âm y đúng không? Duy nhất một âm y là nguyên âm. Đúng chưa? Ngoài y ra có nguyên âm nào khác không? À, có nguyên âm U, E, O, A. À, ừ đúng rồi. Không, ý cô hỏi là trong cái ví dụ này của mình ý, thì chỉ có nguyên âm y thôi đúng không? Dạ vâng. Ừ, đó. Và nó đã là nguyên âm đơn. Được chưa? Nhớ nhé. Nguyên âm đơn thì thường mình sẽ phát âm là y ngắn, cũng như lúc nãy mình có từ gì nhỉ, fish đúng không, có phải là mỗi mình y là nguyên âm không, trong từ này, trong từ fish này nhá, thì có mỗi y là nguyên âm đúng không, trong Dạ vâng ạ. đó. Bây giờ mình sẽ quay lại cái ví dụ mà có âm y dài này, đó mình để ý nha, ở đây này đều có mấy nguyên âm đây, hai À, nguyên âm đúng đứng liền rồi. kề nhau đúng không. Dạ vâng. Ừ, e, trong tiếng Anh đọc là y y, và hai âm e này đứng liền nhau mình sẽ đọc thành e, được chưa? Tiếp tục lại đến e a đứng liền nhau mình cũng sẽ đọc thành e, được chưa? Tiếp tục e a này, bit e đúng không? Tiếp, heat cũng vậy, và cuối cùng đến list. Đó thì mình từ hai cái ví dụ về âm y dài và âm y ngắn ấy thì mình sẽ rút ra được cái quy tắc, một cái quy tắc cơ bản đấy là gì, y dài thì sẽ thường là trong từ phải có hai phụ âm đúng không, hai phụ âm trở lên, hiểu không nhỉ? Dạ có. Rồi ok. Thế còn đối với y ngắn ấy thì trong từ chỉ có mấy phụ âm nhỉ? Không có một ạ. Rồi ok, một thôi đúng không? Không phải, không cần phải thương nhá. Cứ trả lời luôn nha. Được chưa? Đó, thì cái này là con sẽ biết từ một cái mẹo nhỏ nhỏ thôi, còn buổi sau cô sẽ đưa cho con cái chi tiết cái tài liệu như nào. Ok không Châu? Dạ vâng ạ. Ừ, rồi. Thì đấy là về phần ngữ âm nhá. Sau đây thì cô sẽ dạy cho Châu xong một ít về cái phần gọi là nhà ngữ pháp cũng như là từ vựng, được chưa? Thì trên lớp mình không biết là trên chương trình trên lớp của con này đã học về gia đình và bạn bè có theo chương, tức là cái chương trình trên lớp ấy thì tiêu đề bài nó có theo giống như trong sách này không nhỉ? Dạ không ạ. Không biết thì mình đã học về chủ đề gia đình bao giờ Gia đình ạ. chưa? À, chưa. À thế à, thì cô sẽ giới thiệu qua cho Châu về gia đình nhá. Thực ra thì gia đình trong tiếng Anh ấy nó có rất là nhiều loại. Thế nhưng mà ở trong giáo trình thì có đưa ra cho mình hai loại gia đình cơ bản. Đấy là gia đình cơ bản này, và thứ hai là gia đình mở rộng. Vậy thì gia đình cơ bản là gì? Trong tiếng Anh thì người ta sẽ dùng ba từ, ba cụm từ. Thứ nhất là nuclear family.
Châu nhìn thấy không? Dạ có. Nuclear trong tiếng Anh nghĩa là gì Châu biết không? Dạ, con chưa học. À thế à, nuclear là hạt nhân. Nếu mà ghép vào nuclear family thì đôi chỗ này nó sẽ dịch là gia đình hạt nhân. Thế nhưng mà thường mình nên dịch là gia đình cơ bản thì nó sẽ hiểu hơn ấy. Gia đình cơ bản tức là gia đình mà ví dụ như nhà mình sẽ có, mình sẽ ở với bố mẹ mình thôi và hai anh chị em chẳng hạn. Đó, thì đấy sẽ được gọi là gia đình cơ bản. Thế còn gia đình mở rộng sẽ là cái gia đình mà ngoài việc là ở với bố mẹ ra này còn ở với ông bà này, thậm chí là cụ chẳng hạn. Thì đó sẽ được gọi là gia đình mở rộng. Châu hiểu không cơ? Dạ có. Ừ, rồi. Đó, thì về gia đình cơ bản nhá thì mình sẽ có ba cụm từ này. Châu ghi phần này với cho cô nhá. Dạ vâng. Ừ. Phần này sẽ là phần từ vựng. Hai, mục 2 là từ vựng. Ties up thì cái này mình biết là gì rồi đúng không? Ties up family này là các loại gia đình ấy. Châu biết cụm này không con? Dạ không có. Ties up là loại. Ngoài cái từ ties này ra thì mình còn dùng một từ nữa là từ ties. Biết từ ties không? Dạ có. Đó, đó thì cái từ đó sẽ là bằng từ ties up này. Con ghi xong rồi. Thì bây giờ cô sẽ dạy cho Châu cách đọc nhá. Thứ nhất là về gia đình cơ bản này thì mình sẽ đọc là nuclear family hoặc là elementary family hoặc là conjugal family. Được chưa? Con ghi xong rồi đúng không? Vâng ạ. Đọc cho cô từ đầu tiên nha. Nuclear family. Nuclear family. Đọc lại lần nữa nhé. Con là nuclear family. Ok. Từ thứ hai mình sẽ đọc là elementary family. Elementary family. Elementary family. Elementary family. Và từ thứ ba mình sẽ đọc là conjugal family. Conjugal family. Conjugal family. Conjugal family. Trọng âm rơi âm tiết thứ nhất con, conjugal. Nếu mà theo anh ấy thì mình sẽ đọc là con. Thế còn theo anh Mỹ thì mình sẽ đọc là con. À, nó sẽ thêm vần A hơn. Được chưa? Conjugal family. Chắc là mình sẽ không biết từ nuclear là một này. Mình sẽ không biết từ elementary là hai đúng không? Từ này biết không con? Dạ con chưa học. Ồ đó. Đây là những từ mà những từ chưa học thì cô sẽ bôi đỏ nó nhá. Conjugal mình chưa biết đúng không? Đó, thì cô đọc lại nha. Nuclear family, elementary family and conjugal family. Được chưa? Ba cái từ này thì mình đều được gọi là gia đình cơ bản. Đó. Và thứ hai là mình sẽ sang extended family, tức là gia đình mở rộng. Extend, mình biết từ này trong tiếng Anh không? Dạ, con có học rồi ạ. Extend nghĩa là mở rộng đúng không? Dạ vâng. Extended đó là gọi là phân từ quá khứ, tức là được mở rộng. Thì ở đây extended family, extended sẽ đóng vai trò là một tính từ và nó sẽ có nghĩa là được mở rộng ấy. Thì mình sẽ dịch ở đây là gia đình mở rộng. Được chưa? Dạ vâng. Gia đình mở rộng là gia đình gì Châu còn nhớ không? Châu ơi. Dạ. Mình còn nhớ là gia đình cơ bản là có mấy thế hệ không?
Quên rồi à? mà À, cô nhắc lại nhá, gia đình cơ bản ấy mình sẽ có hai thế hệ, đó là thế hệ bố mẹ mình và mình, được chưa? Hiểu đơn giản là như vậy, ghi vào vở nhá. mà Ừ, thế còn gia đình mở rộng ấy, đây mình sẽ sang cái tranh này nè, mình sẽ nhớ rõ hơn. Extended family là một gia đình mà mình có thể là có hai thế hệ trở lên, à ba ba thế hệ trở lên, sorry. Có thể là mình sẽ có ông bà này, bố mẹ này, rồi mình này, thậm chí là mình có thể có cụ chẳng hạn. Đó, thì là một gia đình nó rất là khá là đông người, đúng chưa? Thế còn nuclear family là một cái gia đình hạt nhân, thì gia đình hạt nhân chỉ có gì đấy, bố này, mẹ này và hai con thôi chẳng hạn, thậm chí có những nhà một con hoặc là ba con, được chưa? Tức là chỉ có hai thế hệ thôi nhá, Châu hiểu không? Ừ. có Thế còn extended family thì là sẽ có ba thế hệ trở lên, được chưa? vâng Ừ, đó thì mình hiểu rồi đúng không? vâng ạ Và cái bài này đấy, học về ngữ pháp ấy, thì mình sẽ học xem là các mối quan hệ của những người trong gia đình thì trong tiếng Anh mình sẽ gọi là từ gì. Ví dụ như con sẽ biết được rằng là bố của mình thì gọi là father, mình biết rồi đúng không? Mẹ thì vâng là mother, bố mẹ nói chung sẽ gọi là parents. Nhìn thấy cái cây ở bên dưới này Đã có. không? Family tree, cây gia đình đó. Đó, thì mình sẽ thấy này. Bố mẹ thì mình gọi là parents, mẹ thì mother, bố là father. Anh hoặc là em trai của bố thì gọi là uncle. Em gái của mẹ hoặc là chị gái của mẹ này, hoặc là chị gái của bố hoặc em gái của bố ấy, thì mình sẽ gọi là aunt. Được chưa? Người mà đẻ ra dì này, ra mẹ mình này, thì mình sẽ gọi là grandfather, hay còn gọi là ông nội ấy, hoặc là grandmother. Grandmother sẽ là gì? À, Bà, bà. đúng không? Ừ. Thế còn đấy là họ về đằng ngoại nhá. Thế còn họ về đằng nội của mình này, thì mình thực ra mình sẽ dùng grandfather hoặc grandmother đều được. Nhưng mà cây này thì người ta vẽ vậy thôi. Đó. Thì bà nội mình cũng có thể gọi là grandma hoặc là grandmother. Còn ông nội thì mình sẽ gọi là grandpa hoặc là grandfather. Được chưa? Ông bà nói chung thì mình sẽ gọi là grandparents. Ok. Có từ nào trong này mình không biết không con? Có vẻ hơi mờ nhỉ, có nhìn rõ không? Dạ, con có một cái từ ở dưới cùng ấy ạ. Ừ, chỗ nào nhỉ? Cousin nhỉ? Dạ không, nó ở không trong cái cây nhưng mà nó ở tận dưới ạ. Dưới không ở trong cây. Describe nhỉ? Dạ không, dưới từ đấy ạ. Figure. Dạ vâng. À, figure out là thường là nó là kiểu như là mình chỉ ra ấy, tên của gia đình nhà Simpson. Tức là figure out, thực ra đôi khi figure bình thường nó sẽ là thống kê số liệu rồi thì mình đưa ra con số ấy, figure out nó sẽ là làm rõ đó chưa, tên của những cái người trong gia đình nhà Simpson. Con có biết là ví dụ khi mà mình nói về một gia đình nào đấy thì thường sẽ lấy tên của người chồng, tức là người người chồng đó. Và sau đó mình sẽ đặt the đằng trước, và sau tên đó thì mình sẽ có dấu phẩy và thêm s, phẩy ở bên trên nhé. Mình biết cái cụm này không? Ăn cơm không ạ? À không à, thế để cô lấy qua nhá, đợi cô chút nha, cô sẽ lấy qua về cái phần đấy. Ví dụ con có nhìn thấy cô đang vẽ không nhỉ? Dạ có. Ừ đúng rồi, the Brown. The Brown nghĩa là gia đình nhà Brown. Được chưa? Thế còn ví dụ như là The Brown lúc nãy trong cái cây là có cái gì nhỉ? The Brown name nghĩa là tên của các thành viên trong gia đình nhà Brown. Được chưa? Trên lớp mà ví dụ như chẳng may cô của con mà có cho bài tập ấy mà mình phải chia động từ hả, ví dụ người ta viết là the Brown, tức là mình hiểu là toàn thể nhà gia đình của Brown, thì mình sẽ chia động từ ở số nhiều nhá, nếu mà có đông đủ các thành viên trong gia đình ấy đó. Ở bên nước ngoài thì thường người ta lấy chồng, là chưa có biết là người ta theo họ ai không? Chồng, tức là ví dụ như là Việt Nam mình ví dụ họ Vũ mà lấy chồng chẳng hạn thì mình không đổi họ Vũ đúng không, nhưng mà sang nước ngoài ví dụ lấy chồng mà họ ví dụ như là họ gì nhỉ,
họ Brown đi cũng được. Thì ví dụ người vợ đang họ William chẳng hạn thì mình sẽ đổi vợ đấy phải đổi sang họ Brown, được chưa? Thế nên là người ta mới gọi là gia đình nhà Brown, tức là bao gồm cả ông và bà Brown và hai con của ông Brown. Châu hiểu không? Dạ có. Ở đó thì mình chú ý phần này nhá. Được chưa? Nhớ nhá. Tức là người ta thêm dơ này xong đến tên à xong đến họ của người chồng này thì mình sẽ hiểu đây sẽ là gia đình nhà ông đấy. Được chưa? Vâng. Ừ, rồi ok. Thì cái cây này ấy, thì nó sẽ đưa ra một số cái mối quan hệ trong gia đình. Và nó cũng khá là đơn giản. Và trong bài này thì cô sẽ dạy cho Châu một số cái từ vựng mà có thể là mình sẽ không biết hoặc là biết rồi. Chỗ nào mà không biết thì nhớ nhắc cô để cô giảng kỹ hơn nhá. Ừ. Ok. Trong này có này, grandfather nghĩa là ông, grandmother nghĩa là bà, sibling là anh hoặc là chị em ruột. Đó, từ sibling này mình biết không Châu? Dạ con chưa học ạ. Ờ, thế mình nếu mà mình chưa học từ này thì mình ghi vào cho cô nhá. Dạ vâng. Ừ, sibling anh hoặc chị em ruột. Uncle thì nghĩa là chú này, hoặc là bác này, hoặc là cậu này, hoặc là dượng này. Tức là uncle nó sẽ gọi chung cho cả về đằng nội và đằng ngoại riêng đúng không? Mình ở Thái Bình, tức là mình ở miền Bắc. Vậy thì mình ví dụ bình thường là em trai của bố thì mình hay gọi là chú đúng không? Đúng rồi. Em trai của bố thì mình sẽ gọi là bác, đúng chưa? Em trai của mẹ thì mình gọi là cậu. Và anh trai của mẹ mình cũng gọi là cậu, à là bác đúng không? Đó, đúng. Thì trong tiếng Anh nó sẽ không phân ra như thế và nó gọi chung là uncle, đúng chưa? Yeah. Ừ. Tiếp tục mình à từ uncle này con biết rồi đúng không? Vâng. Ừ. Aunt con biết không? Dạ con có. Ừ. Là gì này, cô rồi thím rồi mợ rồi bác gái đúng không? Nói chung là Việt Nam mình từ phong phú quá nên là có nhiều cách gọi, trong khi tiếng Anh nói gọn là từ aunt, được chưa? Dạ. Yeah. Ừ. Tiếp theo là từ nephew nghĩa là cháu trai. Cháu trai ví dụ như là bác của em chẳng hạn. Ví dụ em có em trai đúng không? Thì bác của em sẽ gọi em trai của em là nephew, được chưa? Và bác sẽ gọi em là niece. Chú em cũng gọi em là niece cũng được, được chưa? Hiểu đơn giản thì nó sẽ là cháu trai, cháu gái, mối quan hệ với lại anh chị em họ hàng của bố mẹ, được chưa? Hai từ này Châu biết không con? Dạ, con có học hồi lớp 5 ạ. À thế à, lớp 5 đã học rồi à? Ờ, rồi ok. Thế mình nhớ cách viết rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ, thế có mỗi từ sibling là mình không biết nghĩa thôi nhỉ? Dạ, sibling với lại stepsister. À, stepsister. Ví dụ như trong một gia đình mà khi mà người mẹ đi lấy chồng mới và người bố, à tức là người mẹ kế này và người cha dượng của mình ấy mà có con gái riêng ấy thì mình sẽ gọi cái người con gái đó là stepsister, được chưa? Thế còn nếu mà họ có con trai riêng thì mình sẽ gọi đó là stepbrother, ok? Vâng. Ừ. Bây giờ cô sẽ đọc à con ghi hai từ đấy vào đi nhá. Vâng. Ừ. Những cái từ mấy từ bên trên này mình không biết thì à mình biết rồi thì thôi cứ ghi vào cho nó chắc nhỉ? Thế đâu? Ngày nào đẹp trời là mình tự dưng mình lại quên mất thì. Con xong rồi. À rồi ok. Thế bây giờ cô sẽ đọc lại tất cả những từ này nhá. Grandfather, grandmother, sibling, uncle, aunt, nephew. À trong cái từ nephew ấy thì ngoài cách đọc là nephew ra nó còn sẽ có một cách nữa là nephew, tức là âm phờ là mình sẽ được phát âm là âm v, được chưa? Nephew. Ừ, hoặc là nephew. Niece. À đố Châu biết nhá, niece ở đây âm y này y ngắn hay y dài? Niece này có nghĩa là y dài ạ.
Ừ, tại sao? Bởi vì là nó có hai nguyên âm. Liền nhau đúng không? Ok, Vâng. good job. Đúng rồi nha. Yes, đó là y dài. Và âm c, âm c á, thì mình sẽ được phát âm là âm s, s. Còn âm e cuối cùng là âm e câm. Được chưa? Đây này. Vâng. Ừ, e càng là e câm nhá. Mình sẽ đọc niece, niece, step sister. Y này là y gì nhỉ Châu nhỉ? Y ngắn á. Ừ, đúng rồi. Step sister. Tiếp tục. Step brother. Step brother. À, ngoài ra thì mình sẽ có một cái từ là ví dụ như là step mother. Mẹ kế đấy. Dạ Hoặc là step father. Là gì biết không? cha dượng. Ừ, đúng rồi. Đó, đơn giản đúng không? Thêm chữ step. Nó sẽ là kế hoặc dượng. Nhỉ? Yeah. Ừ. Thế sibling thì sao? Chớ. Sibling. Sibling là y ngắn ạ. Ừ. Thế in ở đằng sau lại là y gì? In sau là y ngắn. Ừ, đúng rồi. Đơn giản mà đúng không? Ừ. À, cô sẽ cho Châu làm nốt bài này nhé. Hoàn thành những câu dưới đây này. Chọn một từ thích hợp từ cái ô bên trên. Đó, Châu thử xem cho cô nào. Trong những từ trong cột này thì Châu có không biết từ nào không con? Dạ, con biết hết rồi ạ. Ừ, lúc nãy cô dạy hết rồi mà đúng không? Cứ hỏi vậy thôi. Ở dưới bài này thì chắc là cũng toàn những từ mình biết hết rồi nha. Daughter này thì mình biết là gì rồi nhỉ? Daughter là con gái. Ừ, đúng rồi, thế con trai là gì? Con trai là Đây nè. con trai là son. Ừ, đúng rồi, son nha. Được chưa? Son. Ok, bây giờ mình làm cho cô mấy câu này nhé. Lát nữa đọc đáp án cho cô xem. Ừ. Câu A con điền là uncle. Ừ, uncle. Anh trai của bố hoặc là em trai của bố mình sẽ để là uncle, nghĩa là gì nhỉ? Là bác. Ừ. Dạ Nếu mà em trai mình là chú đúng không? vâng. Uncle. B. My mother's mother Cô bé con điền là grandmother. is my grandmother. Tức là mẹ của mẹ mình thì sẽ là bà đúng không? Bà ngoại. Ừ. C. My brother's daughter is my Con sẽ con cần gái là của anh trai mình thì là gì? niece Ừ, niece. Niece nghĩa là gì nhỉ? cháu gái ạ. Ừ, đúng rồi. D. My dad's sister is my Con điền là aunt. Ừ, đúng rồi. Aunt. Chị gái hoặc là em gái của bố thì sẽ là bác hoặc là dì, đúng không? Thì aunt. E. My mother's father is Con thì là grandfather. my grandfather. Bố của mẹ mình thì sẽ là ông ngoại, đúng không? F. My own brother or sister can also be called Con thì là sibling. my. Sibling nghĩa là gì? Là anh chị em ruột ạ. Ừ, đúng rồi. Ok. Và G. The daughter that my mother had to be forced she met my father Con điền là step mine. Ok. Vậy câu này mình dịch là gì nhỉ? sister. Con dịch là con gái mà mẹ của tôi đã có trước khi mẹ gặp bố của tôi thì là con gái của mẹ kế ạ. Ồ, thành con gái của mẹ kế à? À, con gái của mình. con gái trước ra mình sẽ không dịch là con gái của mẹ kế. Thực ra cái lúc nãy cô dịch ấy, thì nó chỉ là một phần thôi. Ngoài ra nó có nghĩa là ví dụ như con gái của mẹ mà trước khi mẹ mình gặp bố ấy, tức là con gái của chồng trước ấy đúng không? Thì mình cũng sẽ dùng là step sister.
chưa? Đó, đúng rồi đấy, mình đến đúng rồi đấy. Tiếp, H. My sister's son is my... Con điểm là nephew. 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 Hoặc là ngoài từ đọc đọc là nephew ra thì mình đọc cách khác là gì nhỉ? Nhớ không? Nephew. Đúng rồi. Nephew hoặc là nephew. Thấy chưa? Đúng. Là con trai của chị gái đúng không? Đúng. Đó, đây là đáp án này. Mình làm đúng hết nhá. Thì ok. Châu nhá. Dạ. Để cô xem nào. Còn mấy phút nữa thì có kịp bài này không nhỉ? Trong cái bây giờ cô sẽ dặn Châu một chút này. Thôi cái này để buổi sau cô dạy nha. Mình học đến đây nhá. Thì cô có dặn Châu nhá. Ừ, là trong cái nhóm Skype ấy thì của cô Ánh nhỉ, cô Ánh có gửi lên cho Châu cái phần, nó sẽ có hai cái file đấy. Một file đó là mình sẽ như nào nhỉ, một file là về cái, một file là workbook này, còn một file sẽ là sách của học sinh ấy. Thì Châu về Châu nhớ tải về cho cô nhá. Vâng ạ. Ừ rồi. Đó, thì ở trong đó sẽ có cái, từ đợi cô chút để cô chỉnh chiếu cái file này này. Thì mình sẽ thấy được cái phần bài tập ấy. Ừ, tôi chết rồi. Cô tìm cái file ấy đã, đợi chút nha. Châu có nhìn đi không con? À, con chưa nhìn thấy ạ. Đây là phần sách này, sách của mình ấy. À, con nhìn thấy rồi. Ừ, rồi ok. Thì đây nhá, là đây có một file sách này. File sách ở bên trên nó sẽ ghi là Pre-A Student Books, tức là Pre-A. Đó. Cái IELTS của mình sẽ chia là Pre-A, Pre-B và Pre-C. Đây, cô lướt bên trên để cho Châu nhìn rõ này. Đó, đây là sách của mình nha. Nhìn thấy chưa? Đó, à, sách của mình sẽ như thế này nhá. Ừ, sao đấy nhỉ? Đó, thì trong này mình, cái mình học nó sẽ là Pre-IELTS A. Có 32 lesson, 32 lesson. Đó, làm quen với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó thì cô sẽ dạy cho Châu rất chuyên sâu về phát âm này, ngữ pháp cơ bản này, và những từ vựng giao tiếp mà với những cái chủ đề cơ bản. Đó, trong cuộc sống hàng ngày đúng không chưa? Đó, thì đây này, cô sẽ cho Châu xem lại này, cái phần mà mình học ấy. Đây nhá, mình sẽ có unit 1 này, unit 2 này, 3, 4 này. Ơ, sao cái này trong sách thiếu à? Thế vậy tức là mình chỉ có 7 unit thôi, đúng không? Trong sách, sách tại vì sách sai, lúc đầu cô làm theo cũng sai này. Thiếu mất unit 5 đúng không? Vâng. Đó, vậy tóm lại là mình sẽ học 7 unit. Và trong những phần này nhá, cô sẽ, mỗi bài cô sẽ dạy cho Châu về speaking, grammar, writing and review. Thấy chưa? Đó. Buổi vừa rồi thì cô có dạy cho Châu về speaking ấy. Và trong phần grammar thì sẽ có phần vocabulary, tức là từ vựng ở đoạn đầu tiên. Thì lúc nãy là cô mới dạy cho Châu về speaking bài 1 này. Và cái thứ hai là phần từ vựng nằm trong grammar của lesson, à trong, I'm sorry, phần từ vựng nằm trong speaking của lesson 1. Xin lỗi. Còn sang lesson 2, tức là một lesson thì cô sẽ chia làm hai buổi để cô dạy cho Châu. Chưa, ví dụ lesson 1 là về speaking ấy, thì cô sẽ dạy cho Châu hai buổi. Đó, tức là buổi này với buổi thứ mấy nhỉ? Thứ tư đúng không? Thế còn lesson 2 là mình sẽ bắt đầu buổi đầu tiên vào thứ 6, và buổi tiếp theo của lesson 2 là mình sẽ học vào thứ 2 của tuần sau. Thấy chưa? Vâng. Tổng cộng mình có 70 buổi thì chắc cái đấy là Châu cũng nắm được 70 buổi rồi của mình rồi đúng không? Vâng. Đó, thì đây là giáo trình nhá, thì con nhớ tải về xong mình xem trước cho cô này. Ở trong này thì thường nó giải thích bằng tiếng Anh thôi, nên là nó có thể là mình đọc thì mình cũng thấy hiểu, có thể hiểu. Còn đến lớp mà ví dụ mình phần nào không hiểu rõ thì mình hỏi lại cô xem là cái từ trong tiếng Anh đấy thì chỉ cái tiếng Việt là gì.
Thực ra này lúc mà cô dạy Châu bằng tiếng Anh à bằng tiếng Việt ấy thì cô cũng giải thích cho mình bằng tiếng Việt rồi ấy. Thì không biết là Châu thích học bằng viết bằng tiếng Anh như thế này hay là tiếng Việt như hôm nay cô dạy nhỉ? Con muốn học như hôm nay cô dạy ạ. À rồi ok. Thì ở đây thì nó có giải thích cho mình bằng tiếng Anh ấy. Đó, thì cô sợ là viết tiếng Anh thì mình khó khó hiểu hơn là so với tiếng Việt đúng không? Đó, thì cô có dịch kèm tiếng Việt để mình tiếp thu nó nhanh hơn thế thôi. Thế còn nếu mà mình thích tiếng Anh thì ok cô cũng dạy tiếng Anh được nhá. Ừ. Thì đấy là mình phải về mình xem qua cho cô, đây là cái giáo trình mà con học ấy, nhìn bên trên này, free này, a student's book, đó là sách của học sinh ấy, được chưa? Vâng. Ừ. Thì hôm nay mình mới học đến cái phần này thôi đó. Thế còn đây là cô nói về sách gì nhỉ? Đây là sách của con đúng không? Sách giáo trình. Thế còn để cô xem sách bài tập nha. Nó sẽ là workbook. Workbook của mình thì sẽ là đây. Châu nhìn thấy chưa con? Dạ rồi ạ. Ừ đó. Thì cái quyển workbook này nhá thì nó chỉ có một à có 59 trang thôi. Đó, thế còn cái quyển sách lúc nãy của mình là 171 trang cơ. Được chưa? Thì workbook của mình nhá, thì trong này mình sẽ có bài tập này. Bài tập thì nó sẽ chia theo từng lesson một. Đó. Thì vì nhá, Châu nhá, mỗi bài trước mỗi bài ấy, Châu nhớ đọc cho cô cái phần giáo trình nhá. Tức là hôm nay về thì con đọc lại cho cô lesson 1 nha. Được chưa? Và Vâng mình ạ. xem mình xem bài tập ở trong này giúp cô này, bài 1 này thì là phân tích suy nghĩ. Nhìn vào trong cái sơ đồ này thì con sơ đồ này thì con sẽ phân tích để xem là ông nào điền vào ô nào, được chưa? Thì cứ thử làm cho cô cái bài một trước nhá. Buổi sau thì Châu không biết là Châu có biết share màn hình không nhỉ? Share màn hình ấy. Có ở trong mình đang học bằng máy tính hay là điện thoại con nhỉ? Con nào máy tính ạ? Ừ, trên máy tính nhá. Ở cái chỗ chat ấy con nhìn có từ chat không? Dạ có. Ừ, bên cạnh nó có từ share screen. Có không nhỉ? Có chứ. Share screen. Ừ đúng rồi. Đấy xong mình ấn vào đấy. Thì nhớ là cái file nào mà con muốn chia sẻ thì con phải nhớ là mở trước rồi. Hoặc là nếu mà cái đấy mà bất tiện thì hoặc là con có thể chụp ảnh lại cái bài tập con làm rồi con gửi cho cô cũng được. Nhá. Dạ vâng ạ. Châu nãy giờ không bật cam đúng không? Dạ Thế Châu có tiện không nếu như bật cam để cô xem mình như thế nào nào? Để cô biết mặt chút. Chưa nãy giờ cô giảng cô đâu có nhìn thấy mặt Châu đâu. Nhé. Xin chào Châu. Hôm nay có lớp 7 đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ. Thế mình có dự định gì học IELTS gì chưa? Dạ con có rồi ạ. À thế à, thế mục tiêu IELTS của mình là mình thi vào tầm nào nhỉ? Con muốn thi vào tầm 6 đến 7 chấm thôi ạ. 6-7 chấm, mục tiêu cao nha. 7 chấm luôn đi nhỉ. Thế tầm khi nào thì mình dự định thi? Con nghĩ là tầm lớp 11, 12 gì đấy ạ. Đúng rồi, tầm đấy thì lớp 11 thì khá là ok đấy. Tại vì bằng IELTS của mình sẽ có giá trị 2 năm mà, đúng không? Đó thì mình sẽ Vâng. thi tầm đấy mà. Hình như là bây giờ xét tuyển vào đại học thì hình như IELTS cũng có giá trị đúng không? Cho điểm tiếng Anh đúng không? Ở đó thì mình tính lâu dài thế đúng không? Rồi ok. Đó thì cái buổi hôm nay là cô dạy cho Châu về phần ngữ âm mà đến đây nhá. Và một số phần thuật vựng. Thì Châu về có phần nào mình nói chung là mình cứ đọc lại bài hôm nay cô dạy ấy và mình luyện tập theo và đến thứ tư thì cô lại gặp Châu tiếp nha. Vâng Nghe ạ. không? Ừ, rồi ok. Thế thì buổi hôm nay dừng ở đây nhá. Vâng. Ừ, thế cô tạm biệt Châu nha. Vâng, Bye bây bye. giờ cô. Chào Châu nhé.